chết rồi, chết rồi. Chết chưa ta? Vâng, nó đã chết các bạn thấy không? Nó làm banh xác kìa. Thấy sức mạnh của dòng lửa của mình không? Các bạn đang theo dõi video tại channel T Gaming. Đừng quên để lại một đăng ký và kích vào ô có hình chuông để theo dõi những video mới nhất. Kích vào gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này, ấn lưu và đừng quên để lại một like và một comment để ủng hộ kênh cũng như các bạn đóng góp ý kiến về kênh. Xin chào. Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Mình là T Gaming đây. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo trong series Minecraft đảo rồng. Thì hiện tại thì vừa mới quay clip thôi, vừa mới bật clip lên và định quay thì vào xem quả trứng rồng forest này nó như thế nào. Thì đúng cái lúc thì nó chuẩn bị là nở rồi. Đó, các bạn có thể thấy là mình vừa phá cái đống lá này ra và trứng nó đang rung này. Nó đang quậy phá rất là hay, nó đang chuẩn bị nở rồi. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm cổng địa ngục và tiến hành up hai quả trứng rồng mà mình đã hứa ở cái tập trước, đó là trứng rồng Ender, đúng rồi, Ender Dragon và rồng địa ngục Niger. Ok, mình nghĩ rằng là không cần mấy cái này nữa rồi, nó cũng sắp nở rồi mà, không có điều gì có biến cố xảy ra nữa. Thì mình cũng nói luôn là bây giờ thì mình sẽ làm chỉ duy nhất một video về Minecraft, về cái series đảo rồng, đó là một video duy nhất và mình up vào lúc buổi tối. Thế nên là lịch mặc định là sẽ là buổi tối, còn các game khác như GTA 5 hay là những cái game mới mà mình định làm sắp tới đây thì mong rằng là được sự ủng hộ của các bạn. Không phải là mình không muốn làm nhiều về Minecraft mà mình nghĩ rằng là những cái series nào mọi người ủng hộ thì mình sẽ làm nhiều, những cái nào không ủng hộ thì mình sẽ làm ít đi để cho mọi người có thể cảm nhận được cái hay của nó, chứ không phải là mình cứ làm ồ ạt. Đó, ngày trước thì mọi người rất là yêu thích cái series này, nhưng mà do là mình cảm thấy rằng là mọi người xem nhưng mà mọi người ít tương tác, nói chung là không thấy rằng rất là ít like, nên là thôi mình sẽ có lẽ là chỉ ra một tập một ngày vào lúc buổi tối. Thế nên là các bạn hãy mong chờ vào buổi tối. Đó, sắp nở rồi, mình nghĩ là ít phút nữa, ít giây nữa thôi. Tiện thể thì mình sẽ xây luôn cái mấy cái này ở đây cho nó nở, nó đỡ phải chui xuống dưới. Đó, cá thì mình đã chuẩn bị sẵn. Ok, ăn đi, rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy là màu xanh của con rồng forest này rất là đẹp luôn. Mỗi tội là cái viền, cái xương viền của nó không nổi bật như mấy con rồng băng hay rồng ma, đáng yêu dễ sợ. Ok, thì giờ chúng ta sẽ làm một cái cổng địa ngục, cũng như là lại để lấy đá. Làm xong thì mình sẽ xuống lấy đá địa ngục. Đó, xong lại phá cái cổng địa ngục đi lấy cái đá đấy làm rồng Ender. Đó, rất là tiện. Chúng ta sẽ tiện ở đây thì mình sẽ đỡ phải mất công đi đâu thì họ sẽ phá này đi, thế là cứ lấy cái kia đổ vào là ok men thôi, mất nhiều thời gian. Hãy chợ mình biết rằng là ôi trời ơi, nó lại bị lag rồi. Rõ ràng mình hút một cái múc một cái đó rất là nhiều bạn yêu thích cái series này, nhưng mà do là mình làm mình muốn là kênh mình phong phú về
các game chứ không phải là muốn muốn duy nhất một game. Nên là mình sẽ không làm thiên về game gì cả. Mình mỗi game mình làm một ít. Sao vậy? Sao vậy? Mà mình nghĩ là đổ thêm mấy xô nữa là ok men. Nước rất là nhiều. No! Tí nữa chảy vào người mình. What's up? Ủa? Sao mình không đi chạy? À. Đó, đổ ở đây, trời ạ. Múc, rõ ràng múc cái này mà đổ vui. Đó, nó bị lag này. Như thật. Như thật, được rồi, ok, mình nghĩ thế này là đủ à. Mấy cái cuốc, cái dìu này nó có thể là, ồ. Nghĩ là kim cương mới có thể là đập được rồi. Phải không nhỉ? Được, được, cái này được. Ồ, chắc này đập đến sáng mai mất. Chỉ có dìu kim cương. Có lẽ là chúng ta sẽ phải đi săn rồng. Ồ, dìu kim cương đúng không? Mình tưởng cái này nó... dìu sắt này, sliver, dìu bạc. Có thể ok nhưng mà chắc là không được. Mình thì chưa chế dìu kim cương. Rồi, hôm nay lại phải đi sát sinh à? Không có gì để bán lấy kim cương ta. Mình chỉ cần 3 viên kim cương là đủ rồi. Ok, có thể là đi giết rồng thôi. Chỉ còn cách là đi giết rồng thôi. Chúng ta sẽ cho nó ăn để hồi máu. Con này nó không ăn đồ sống, nó chỉ ăn đồ chín thôi. Thế mới tài. Là mình sẽ ra múc ít lava để có thể là đun nấu cá hoặc là đúng rồi nấu, mình nghĩ là đun cá chín là nó sẽ ăn, nó ăn đồ chín để cho nó hồi máu lại, chứ ít máu quá mình sợ là đi đánh nhau nó có khả năng tử vong. Hai mươi bốn con cá, ok, cứ vứt đây đã. Mình sẽ thay bộ giáp. Đó, bỏ giáp vàng ra, cho mặc giáp kim cương. Tạm thời cởi chuồng. Tạm thời cho cởi chuồng. Đó, con rồng rồng nước này lớn rồi này. Lên bao nhiêu? 100 rồi, bao giờ 120 nó mới là lớn hả? What? Không xong rồi, không xong rồi. Không xong rồi. Con rồng forest ở đây nó đi đâu rồi ta? À kìa 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 kìa. Nó lại sang nhận là bố mẹ nuôi. Đó, màu trắng này nói chung là màu mặc đó, cái này mặc cái này nó cũng nổi, con rồng băng này mặc cũng nổi. Màu nó tương phản. No. Con này cứ đến gần nó thở. Ồ. Oh. Ok, chắc chơi người rơi chưa? Chúng ta sẽ đến đây. Quên đấy cái gậy của nó. Mình sẽ phải cần cái gậy. Ồ, nó không ăn cá, thôi mình ăn vậy. Tiện thể để mình ăn. Nó không ăn thì mình đi trong thời gian mình đi tìm rồng thì mình nghĩ là no. Ui, tí nữa. Nó cưỡi rồng mà cầm kiếm rồng, mặc áo giáp rồng các bạn biết rồi. Con rồng băng đây nó có lẽ là nó đi một nơi rất xa rồi. Chúng ta xuống đồng bằng đi. Mình mỗi lần cưỡi rồng mà bay lên là sẽ bị lag ấy. Nướng thịt thỏ luôn nhỉ. Ủa, xịt xong chết luôn cả thỏ.
Cây rồng. Mấy con người Ender. Mấy con người Ender tuổi gì? Tuổi gì mà đánh anh? Mình khác tự xịt lửa, mình mất máu. Ủa, ở đây là có một con rồng. Ồ, đây là hờ lửa nó chết luôn chứ không phải. Nó nướng thịt nữa, chết luôn. Ở đây đây. Để nhá, xem có nướng được gì đâu. Thằng nhé, mình hờ lửa ra nó phải thịt, nó phải chín luôn. Ồ, không chín. Mình có nên là phá hủy cái ngôi làng này ở đây không ta? Mình chỉ cần một mồi lửa thôi, à một hờ thôi là bọn này nó xác định đi chầu trời mấy ông bà ngay. Sao ta lại mắc ở đây? What? Ta lại giết hết chúng mày bây giờ. Mày đùa tao hả? Ok, mình có lẽ là mình phải bay rồi. À, bay thì mình nghĩ là lag, sợ lag map lắm. Đừng có lag map, please. Please. Bởi vì là bay cao rất hay lag map. Đó, cưỡi trên này thì nó sẽ không bị hờ lửa, nó sẽ không bị gây sát thương cho mình nữa. Trời ơi, không tìm thấy con rồng nào thì đánh nhau làm sao đây ta? Đó, mình sẽ thay đổi góc nhìn. Mình thay đổi góc nhìn này xấu lắm, nhìn được cái cánh cái con rồng này nhìn nó khó chịu, nó vướng mắt lắm, thật sự là mình thấy vướng mắt. Nhìn này gần dễ hơn. Ngôi rừng này phải cháy hết. À nhầm, cánh rừng này phải cháy hết. Được sinh sống ở đây. Được sinh sống ở đây. Đàn phá. Ơi, bảo đi kiếm tiền để làm đi ấp trứng rồng địa ngục mà quay ra đi phá hoại. Phá hoại ra tiền chắc mình phá hoại suốt. Wow, nhìn này. Ồ, hờ lửa đâu? Ủa, cháy cả một khu rừng. Tội lỗi quá. Mình cảm thấy mình độc ác quá. Ta sẽ đi tìm rồng. Hình như mình giết hết khu mấy con rồng ở quanh nhà mình rồi. Giờ là phải đi xa để tìm đây. Rất là khổ sở. Đây rồi, con lợn đây rồi. Xuống thấp thấp thôi. Mày tuổi gì mà đánh nhau với anh? Cho chúng này thành cho bụi luôn. Đó, ui ôi. Rồng biết tuổi gì mà nhau này. Ui, mình là rồng gần như là rồng chúa rồi. Con này chỉ còn thanh niên nhã nhép. Đó, mình thấy như này lấy được. Nhưng con rồng này không biết bay, con rồng kia không biết bay. Đó, ra quả cầu đấy. Câu lửa đó đấy kìa, quả cầu lửa nổ à, pùm. Ủa, chỗ này thì rất chết, rất là ghê gớm không. Mình đổi góc nhìn nào cho mọi người thấy khả năng phun trúng dòng nhé. À, phun trúng không đổi được góc nhìn nào các bạn. Trúng. Thực ra mình sẽ phải ship xuống. Chết đi, con lợn này sống dai thế nhỉ con này. Con này nó không dám phản kháng lại mình luôn. Cái bay này mình hạ lửa.
Chết chưa? Chết rồi, chết rồi. Chết chưa ta? Vâng, nó đã chết các bạn thấy không? Nó làm banh xác kìa. Thấy sức mạnh của dòng lửa của mình không? Đó, ngày hôm nay cho các bạn chiêm ngưỡng luôn. No! Ui! Stay. Nó nhảy nguy hiểm thế nhỉ? Vâng, nó chết, mình đã có tiền. Đây là cách dễ kiếm tiền dễ nhất. Nhưng mà mỗi tội là mỏi công đoạn đi tìm kiếm thôi. Mà mình thì sợ lag map. Ok, chúng ta được rất là nhiều xương. Về lại chăn. Đỡ mất tiền. Wow, kim cương này. Mình sẽ đào hết. Đào hết không bỏ sót một cái xít rồng. Bỏ sót sau này thì tìm khó lắm. Con rồng đây chắc là rồng non, rồng mới lớn. Nên là sức mạnh của nó còn cùi bắp. No. cái đất của rồng nó thở lửa này, nó cháy ấy. Vùng đất chết đấy. Đất này mình nghĩ là không để trồng được cái gì nữa. Và con rồng này đã bị hy sinh. Đó, tổ quốc đã ghi công mày, à ghi tên mày. Tao biết rằng là mày rất là khổ nhưng mà tao cũng khổ lắm chứ. Đó, chúng ta đã có tim rồng, có đầu rồng, rất là lắm tiền. Và giờ đây chúng ta lại thành đại gia. Mỗi lần đi giết rồng xong lại thành đại gia. Thợ săn tiền thưởng. Ok, mình sẽ xem mấy cái dương trên cái đỉnh núi, đỉnh đá kia xem nó có cái gì. Mỗi phôi vàng. Đó, sao ở đây lần này có mỗi 2 viên kim cương ta? Mọi lần có lần được 5 viên. Chơi kinh nghiệm mình nghĩ là mình không cần. Kinh nghiệm mình chả làm cái gì. Ok, về thôi. Kiếm thế cũng đủ rồi. Rất là nhiều kim cương rồi. Rất là nhiều vàng. Đây, dòng đây. Cảm ơn nhá. Nhìn đẹp trai ta. Thanh niên. No. Dòng này nó to quá, mình phải đi vòng. Đi vòng mới tiếp cận được cái xác nó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ về nhà. Nhà mình ở rất là xa. Quay tận đầu bên này. Đi hướng bên này nhá. Tiện thể thì tham quan xem có chỗ nào. Hỏng rồi, hỏng rồi, bị lag map rồi. Mình bay cao quá mà. Cưỡi rồng này rất là khổ. Ok, mình quay lại đây, mình đã phải reset lại game. Chúng ta sẽ tiếp tục hành trình bay về nhà. Hạ thấp xuống thôi. Cưỡi rồng này nó không giống mấy cái con rồng khác nên là rất hay bị lag map. Mà một khi lag map thì mình lại phải out ra game. Băng phải không? Ở đây là vùng đất chết chứ không phải vùng đất để băng sinh sống. Ui, không thấm luôn. Ok, mình sẽ đi đây. Phá hoại nơi này. Phải bảo tồn. Con rồng băng. Giết luôn. Tuổi gì. Tuổi bắp. Tất cả tuổi bắp. Lửa tao là bá đạo rồi. Bá chủ thiên hạ này rồi. Ui, quả cầu lửa bay ngang qua đầu nó mất rơi vào đầu nó luôn. Đó. Giết hết. Băng. Hôm nay
Ồ, chết luôn, yếu thế. Xịt cho mấy cái nó yếu thế. Nguyên lom giom. Đấy nhá. Đi đâu ấy? Đi đâu tí về rồi giết mày. Ôi, lửa cháy đít em kìa. Lửa cháy đít rồng. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ có là rất là nhiều tiền đấy. Đó, tim rồng. Ui, con rồng này 47 cái ấy luôn. Đó, chúng ta lại được bộ bộ giáp rồng băng rồi. Đại gia rồi, có tiền rồi. Trời ơi, siêu xong lát luôn. Không sao. Phôi sắt mình sẽ không lấy. Đó, dạo này chảnh lắm. Dạo này chảnh lắm, mấy cái linh tinh không được lấy. Đó, mấy cái này không lấy. Uầy, mình xịt, mình giết chết được con rồng băng là băng ở đây nó tan chảy. Nó không còn linh thiêng nữa. Thế như là đây là vùng đất cai trị của rồng băng ấy, nhưng mà do là mình đã phá hủy cái linh thiêng đó và nó đã chảy bắt đầu là wow, có rồi, nó đã bắt đầu chảy nước, chả có gì. Rồng băng này chán thật, nó không có vàng, nó không có kim cương, rất là chán. Nó có bạc thôi, củi bắp á. Xem mấy thằng người dân này nó có cái gì hot không. Thằng này cũng cầm xiên này. Đó, thằng này đổi được cái gì? Không có gì đáng giá cả. 8 con cá đổi ra. Ồ, 5 cái này cũng thế. Ok, về thôi, về thôi. Nhà ngay kia rồi. Chiến lợi phẩm. Chỗ này là chỗ nào mà sao mình không nhìn thấy con rồng băng này đợt trước ta? Đó, về nhà ở ngay chỗ nhà mình luôn. Hình như nó con rồng băng đây nó di cư. Đó, nó di cư thảo nào. Mình không thấy nó. Mình không thấy nó ở nhà nó nữa. Nó đã di cư một nơi rất là xa. Ok, chúng ta đã phiêu lưu. Đấy. Con này mà bay đi là mình dài đuổi luôn. Hết đuổi luôn. Ok, chúng ta sẽ đi đổi thưởng nữa. Kẻ buôn lậu. Thích bán gì vào đây bố mua phải không? Bố mua con hai viên kim à, hai cái tim rồng ấy. Đó, 40. Ôi trời ơi, giàu rồi. Ok, giờ chúng ta sẽ chế cái cúp kim cương ha. Cúp kim cương ha. Còn lại mua hết thức ăn cho rồng băng. Đó, mình sẽ cho các bạn thấy được sự sức mạnh của rồng băng. Ok, chúng ta sẽ chế giáp rồng băng luôn cho các bạn xem. Mình nghĩ là 47 cái là thừa. Ui số. Rất là đẹp. Là con rồng băng này công nhận là nhiều. Nhiều vảy kinh khủng luôn. Đó. Tiện thể mình sẽ chế. Uầy, lại được 5 cục kim cương nữa. Đó, dầu lại càng thêm dầu. Dầu lại càng thêm dầu. Xương rồng mình nghĩ không làm cái gì. Xương rồng. Ôi, chúng ta nhiều đồ quá. Mình vứt bớt cái gì đi. Xẻ này không cần này. Thịt rồng rất là nhiều. Thịt này mình cũng rất là cần. Ván gỗ thì mình biết là cần rồi, nhưng mà tạm thời cứ chế thành cái que đi ha. Đó. Té rồi. Đi đổi thằng này buôn lậu. Đổi kim cương ra vàng đâu ta.
5 cục kim cương. Chủi ui giàu rồi. Hay mua vũ khí ta. 64 này. Oh, phi tiêu này. Ôi, phi tiêu phi được mỗi cái mà 16. Đắt lòi. Oh, mình để mua ra kim cương. Thôi mua thức ăn rồng. Đùa đấy, tất cả là mua thức ăn rồng hết. Mình muốn nuôi con lớn con rồng kia. Đó, 24 cái là được rồi. Giàu quá, có ai giàu như tôi không? Giờ chúng ta sẽ phải làm cánh cổng đến với địa ngục. Nope. No, 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 no. Sao đấy? À, full đồ không nhặt được. Quên. Chỉ nhớ kém quá. Kéo này mình không cần nữa này. Ôi, mình phá banh cái nhà. Mất công mình xây cả tiếng đồng hồ rồi. Thôi kệ đi. Nhiều bạn hỏi tại sao mình không thích ở nhà. Mình đã trả lời mấy lần rồi, bảo là ở ngoài cho nó mát. Trời ạ. Mình bây giờ mình cứ tạm thời chưa xây nhà ở cho rồng. Bởi vì sao? Bởi vì là mình sẽ nuôi rồng lớn, nuôi rất là nhiều. Phun loài rồng đi thì mình sẽ mới xây chỗ ở cho rồng. Bây giờ xây lúc nó không có thẩm mỹ quan đô thị gì cả. Ok, chúng ta sẽ mất khá là nhiều thời gian khi đào cái cục hắc diện thạch củi bắp này. Mình chỉ ước rằng là có sức mạnh là đấm phát là vỡ hết thôi. Sáu cục mình nghĩ là chưa được. Chục cái để xây. Chỉ một cái cánh cổng bé bé thôi, không cần cánh cổng to. Biết là mình vào được. Vào cái mình ra luôn mà. Cần gì đâu, quan trọng gì. Oh, lại chảy nước. 8 mình nghĩ là 10 cục nhé. Thử ra xây nào. Cánh cổng bé thôi, không cần để. Ồ, không đủ. Ví dụ 1, 2, 3, 4 đi. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ít cũng phải tầm mười mấy cục. Trời ơi, đảo này mất thời gian quá. Ê, trời ơi. Kim cương mà đào. Cái hắc diện thành này kiểu như là xi măng cốt thép. Lâu quá ta. Lâu quá to. Đó, mỗi lần kích nhầm chuột nhảy lên một cái là thôi, coi như là nát như tương. Ngày hôm nay làm quá là nhiều việc luôn. Nát như tương. Ok, tạm thời đi ra xây đã. Ăn cái đã. Mình sẽ ra chăn con rồng băng. Hi hi. Được giáp băng đẹp chưa? Giáp băng mà cưỡi rồng băng thì còn gì đẹp. Không gì băng. Rồng băng mà thích mà giáp kim cương anh mua cho giáp kim cương. Đó, lớn đi. Ôi, lớn nhanh thật. Đại gia. Đó. Ok, mình nghĩ mình cưỡi được rồi đấy. Chưa. Thiên nhiên này vẫn còn yếu lắm. 42 đây. Sức mạnh. Giờ mình sẽ xây cổng địa ngục. Mình nghĩ là xây ở đâu đây? Đây, xây luôn đây đi. Xây chỗ nào cũng được. 1, 2, 3, 4. Không đủ rồi. Đó, xây cái cổng bé bé thôi.
chắc là ok rồi đấy. Chúng ta sẽ đi lấy một cái máy đánh lửa. Rất là nhiều máy đánh lửa luôn. Có thể đốt cả thế giới. Có cái gì trục trặc ở đây à? Mình không thể xử lý được ta. Nước. Ồ, có lẽ là mình nghĩ là chưa đủ. No, mình nghĩ là xây thêm nữa nó mới được. Trời ạ. Này vẫn chưa đủ. Lại mất công đào rồi. Ok, thì mình sau một thời gian đào thêm mấy cục khác thêm thạch nữa thì cuối cùng cũng được. Giờ mình sẽ vào cánh cửa địa ngục nhé. Vào lấy đúng một viên. Mình nghĩ là lấy nhiều mất công vào mà. Mình cứ tưởng là xây nó nhỏ hay bé. Oh no. No. Chúng ta cần rất là vừa đá Niger đấy. Tiếc là dưới địa ngục nó không có rồng. Không thì mình sẽ lôi được rồng xuống địa ngục. Mình xây một cái cổng thật là lớn. Đó, có khi là hôm nào mình sẽ làm một cái clip để test thử xem dưới. Dưới địa ngục này nó có rồng không? Ok, chúng ta về thôi. Chỉ thế thôi. Chỉ thế mà thôi, rất là đơn giản. Mình không cần nhiều. Trời ơi, lại còn bị cháy nữa. Chúng ta sẽ up trên dòng địa ngục. Ở đâu đây? Mình nghĩ là ở đây luôn. À không, ở đây thì trứng rồng Ender rồi. Phá một cái đi. Trứng rồng Ender ở đây. Đó. Trước tiên cứ ấp trứng rồng Ender đi. Trời ơi, phá đống này chắc là một quýt sang năm mình phá xong mất. Đào cũng khổ mà phá cũng khổ. Nghĩ là phá một cái này là xong. Còn nhiều. Đó. Tiện thể mình đã thấy đánh mắt sang và đã thấy con rồng rồng nước đã lớn và nó chạy lung tung ở kia thì mình sẽ nhấc cổ nó về. Tội đi chơi linh tinh. Đi linh tinh là không được nhanh nhóc. Đó, rồng nước thuần phục rất là easy. Cho ra ở mấy cả rồng xương ha. Cho có bạn. Chúng yêu nhau luôn. What? Nói yêu nhau gì? Sao mình không thể? Nào. Đó, chàng này còn cho yêu nhau tới đầu bạc sang lọc. Đó, cái rồng Ender ôi, đẻ ra rồng vốt. Ôi, bây giờ là cuộc công trình đẩy dầu nước đây. Đẩy dầu nước đây. Đẩy sang đây phát nó biến thành rồng băng. Đó, rất là buồn cười. Nhưng mà kỳ lạ. Lạ. Chúng ta sẽ phải... Không xong tôi rồi.
bắc cầu à? Không cần, trứng nó có thể nhảy mà. Đó, tí nó sẽ ra dòng Ender ngay mà. Có gì khó. Táo này cũng khổ nhá. Đó, còn dòng dòng Forest kia lớn nhỉ. Trời ơi, bọn này lớn nhanh quá. Tập này mình làm dài quá nhỉ. Ok, chúng ta sẽ cắm xây vòng quanh và cắm đuốc bao quanh. Các bạn biết rồi đấy, cắm đuốc bao quanh để làm gì. Thì ấp mấy quả trứng kia mình đã giải thích. Ok, xong rồi, tí nữa, tầm lúc nữa đó. Giờ chúng ta sẽ chăn rồng Forest. Ăn đi em. Ồ, con này vẫn chưa lớn, con này bình thường. Ăn đi. Đẻ đi à. Hai thằng nhóc đẻ anh xem nào. Ok, đẻ đó, đẻ luôn. Úp. Khi biến thành rồng băng bây giờ. Ok, giờ mình sẽ làm dòng địa ngục ngay tại đây. Chính là tại đây. Trứng dòng địa ngục. Dòng địa ngục thực ra mình thấy cũng chả đẹp gì. Mình không biết là nhiều bạn nó thích dòng địa ngục, nhưng mình thấy là nó không có gì là hấp dẫn đối với mình. Thấy nó quá bình thường. Mình chỉ thấy mỗi dòng ma là đẹp. Ôi, xây rộng quá, mình xây rộng quá. Đó, mình sẽ đẩy vào trứng. Đó, nó biến thành dòng băng luôn này. Ở vùng đất băng lạnh giá. Băng tuyết lạnh giá này thì... No. Trứng nhảy lên anh, hộ anh nhá. Đó, mình sẽ phá đi. Đẩy nó dịch vào. Ơi 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 ơi. Đừng lao ra mất công, tao đẩy mày vào. Đó, đẩy sát vào đẹp lắm rồi. Mình nghĩ thế là ok rồi đấy. Chờ thôi. Quả trứng kia vẫn chưa biến thành Ender à? Khá là lâu. Mình nghĩ rằng là khá là lâu ạ. Ok, thì clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích cái series này cũng như là muốn làm tập tiếp theo thì đừng quên để lại một like và một comment nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.